Thần Đồng Đất Việt tập 159 Đại Quan Thiếu Gạo. Ầm ầm, ào ào ào. Quát ụp ụp. Á, cứu với, cứu với. Trời. Đấm tay tôi mau. Tập. Cố lên đừng buông tay. Hả? Ào ào. Ầm. Mẹ ơi, mình còn gì ăn không hả mẹ? Hết rồi con, nước cuốn trôi cả rồi. Hít phèn này gầy to đây. Chị Hậu ơi, ơi. Em đây bác ơi. Này, có chút ít gửi chị, đừng chê nhé. Ế chết, em không dám nhận đâu. Đừng ngại, ít khoai nhép chia nhau chống đói ấy mà. Hít trần lũ này là mùa màng mất trắng, không khéo thì đói to đây. Hi hi, bác đừng quá lo. Thế nào triều đình cũng cho cứu trợ mà. Ờ, cũng mong là vậy. Loa loa, bà con chú ý, bà con chú ý. Mau mau tập trung lên đồi cao. Có, hộ bộ đại nhân về làng phát lương cứu trợ đây. Loa loa loa. Hè hè, hả? Phát lương cứu trợ, đến rồi kìa mẹ. Phát lương cứu trợ kìa bà con ơi. Ha ha, mừng quá, thoát đói rồi. Ủa, dần cũng nhận phát chẩn hả? Ừ, mẹ tao nói lấy được gì thì cứ lấy. Nhường đủ ăn rồi thì nên nhường người khác chứ. Đúng, phải dành cho những người khốn khó như ta nè. Trời, cứu trợ gì mà chỉ có một nắm gạo vậy trời? Phải đấy. Hả, sao lại thế? Ha ha, chỉ đi một chuyến đã thù bộn bạc. Ôi, ta phục tà quá. Ha ha. Nguy, nguy rồi đại nhân ơi. Chuyện gì, nói mau. Bẩm quan, lương thực cạn sạch rồi ạ. Cái gì, mới đó đã hết. Chứ sao nữa, hôm trước khi triều đình giao lương thực, ngài đã giữ lại hơn một nửa rồi còn gì. Hừ, bé cái mồm. Thôi được, cứ làm như vậy, như vậy. Hê hê, sắp đến lượt tụi mình rồi. Loa loa loa, lương thực đã hết. Buổi phát lương hôm nay tạm thời dừng tại đây. Bà con thông cảm ra về trật tự nhá. Hừ, thật quá đáng. Cái gì, tôi chờ nãy giờ rồi, đừng có đùa nha. Không phát là sao hả? Ấy ấy, bà con bình tĩnh nào. Phát đi, đừng đẩy mà. À, Huy Trọng Quang ơi, làm sao bây giờ? Mặc kệ chúng nó, làm gì được bổn quan, đi về. Hộ bộ thượng thư đại nhân xin dừng bước. Đại nhân xin cho hỏi, lương thực cứu trợ do triều đình cấp được tính toán dựa theo nhân khẩu, thì làm sao có chuyện thiếu được? Phải hả, chí lý, chắc chắn đã có người cả gan xén bớt lương thực cứu trợ nạn dân. Cái gì? To gan. Người đàn ám chỉ ai hả? Hì hì, tôi chỉ phỏng đoán thế, ngài cũng thấy đúng mà. Tràng Tý, người ha ha, Tràng Tý đã nói thì cấm có sai. Đúng vậy đấy, các người im mồm cho ta. Hừ, Tràng Tý thì sao chứ? Ha ha, cái thứ Trạng Nguyên ba chìm bảy nổi thì hay ho gì. Người mà nói bậy coi chừng ta tống giam luôn đó. Đại nhân, tôi nói dựa theo chứng cứ hẳn hòi, lương thực được cấp cho dân các vùng bị nạn, mà số nhân khẩu ở từng vùng đều được bộ hộ lưu giữ rất rõ ràng, nên nếu không thừa thì cũng đủ, chứ làm sao mà thiếu được. Mọi người thấy cháu nói có đúng không nào? Đúng đúng, không thể hết lương được. Mau phát lương đi, chúng tôi đói lắm rồi. Hừ, bọn giang đen chúng mày định làm loạn hả? Ta gồng cổ cả lũ bây giờ. Hừ, đúng là lương cứu đói có đủ cho mỗi hộ, nhưng khi phân phát thì phải rời vải hào hụt. Đã thế, có nhiều hộ đói quá nên ta thương tình phát thêm. Rốt cuộc chưa phát xong thì số lượng mang theo đã cạn. Hả? Vậy phải tính sao quan, không lẽ để chúng tôi chết đói? He he, các người đừng lo, ta đã có cách. Bang. Tránh đường, mau tránh đường. Tào Tế Tướng. Hừ, lão đến đây làm gì? Xe ra coi, ói, hỡi toàn thể dân làng. Ta vốn là người nhân hậu, thương dân như con. Hả, có nghe nhầm không? Được lắm, cứ đợi đấy. Thấu hiểu nỗi khổ thiên tài nên ta đích thân đến tận đây, đem gạo của ta phân phát cho mọi người. Hả? Hoan hô,
hoan hô tể tướng đại nhân. Hắn có âm mưu gì đây? Này Tào tể tướng, ngài làm vậy là có ý gì hả? Nhiệm vụ phát lương là của tôi kia mà. Vậy sao ông không phát tiếp đi? Vì số lương dùng để phát dẫn đã hết rồi. Bốp. Hù hù tể tướng, ông làm gì hiếp đáp ta vậy? Ông là tiền vàng bất tài không cứu nổi dân, biết điều thì câm mồm đi. Lính đầu, mang gạo ra đây. Bắt đầu phát gạo. Hoàng hồ tể tướng anh minh. Chú ý, bà con chú ý. 10 đồng một đấu, gạo đe. Hả? Tể tướng, ngài nói phát gạo cứu trợ cho dân, sao bây giờ lại tính tiền gạo? Ai nói ta tính tiền gạo? Đó là tiền vận chuyển, mưa to lũ lớn, đường xá rất khó đi. Các người có gạo ăn, sung sướng thì phải chịu khó gánh hộ ta khoản phí này chứ. Trời! Nhưng phí vận chuyển ngài tính cao quá, nông dân chúng tôi đã mất mùa đói kém. Lấy đâu ra tiền mà mua? Phải đó, nhà tôi sạch tiền, sạch gạo rồi. Khỏi nói nhiều. Ai không trả nổi thì không có gạo ăn. Ta đâu có ép mua. Tể tướng, ông thừa nước đục thả câu hả? Nỡ lòng nào bán gạo cắt cổ cho nạn dân? Ha ha, không phải ông cũng định làm thế sao? Ông đừng có suy bụng ta ra bụng tôi. Ý hoàng ơi, nói lộn rồi. Chết. Ha ha, thì ra bụng tôi với bụng ta giống nhau. Ha ha, am. Ta nói lại, đừng có lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta sẽ hội triệu bẩm tấu lên hoàng thượng. He he, ông cứ tự nhiên. Ít làm sao bây giờ? Không mua thì lấy gì bỏ vào mồm? Còn tôi đói mấy bữa nay rồi. Thôi tôi thà mất tiền chứ không thể vợ con đói. Đành vậy chứ sao? Cho tôi một đấu. He he, gạo đây. Hả? Trời, là gạo hầm. Ngày thường ai mà ăn thứ gạo này chứ? Chúng tôi tưởng gạo trắng chứ. Chỉ có gạo này, không mua thì thôi. Ha ha, gạo hầm cũng phải ăn. Không ăn thì ai đói hả? Hít. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Bần thần tạ hoàng thượng. Bộ hộ thượng thư, dạ có thần. Chuyện cứu trợ nạn dân vùng lũ lụt hành làm tới đâu rồi? Bẩm thần, thần đã hoàn thành rồi ạ. Tốt, tốt lắm. Nhưng bẩm hoàng thượng, có chuyện này. Chuyện gì khanh cứ nói. Môn tàu, tể tướng đã thừa lúc dân gặp thiên tài, âm mưu bán gạo cho dân để trục lợi riêng đấy ạ. Hả? Cái gì? Tể tướng, có chuyện đó thật không? Hi hi, thật 100% đấy ạ. Ông nhận rồi đấy nhé. Tể tướng to gan. Xin hoàng thượng bình tĩnh nghe thần giải thích ạ. Không biết bộ thượng thư đây phát lương cứu đói thế nào mà nước chừng lại hết, trong khi số nạn dân chưa nhận gạo còn rất nhiều. Hừ, vì sao lại không đủ lương? Dạ, dạ. Bẩm hoàng thượng, vì nhân khẩu tăng đột biến mà sổ sách chưa kịp cập nhật nên mới xảy ra tình trạng thiếu hụt, mà cũng chỉ thiếu một ít thôi ạ. Nhưng lúc đó tể tướng xuất hiện và đã, hoàng thượng, thần đã làm một việc đa lợi mà vô hại. Hừ, hả, lợi gì, hại gì? Tể tướng, khanh mau giải thích đi. Cái lợi thứ nhất là thần kịp thời bán gạo cho dân chống đói. Cái lợi thứ hai là triều đình ta không mang tiếng thiếu lương thực để dân chết đói. Việc đó cũng đúng. Nhưng tể tướng, bán gạo với giá cắt cổ, hả, có sao? Bẩm, không thể nói thần như thế được. Vì tuy giá bán có hơi cao, nhưng đó là việc ít nước lợi nhà. Bằng chứng là thần vừa đóng góp một số tiền lớn vào ngân khố quốc gia. Ồ, hay quá, cũng vừa lúc ngân khố triều đình trống rỗng. Hề hề, thế thì cũng được. Nhưng phần lớn tiền bán gạo chưa vào túi ông. Hề hề, làm giàu cho bản thân thì có gì sai? Ông không làm được như ta này ám bức chứ gì? Ông nói không phải tự khoe nha. Ta đây là người nhanh nhạy, luôn biết chụp lấy thời cơ, lại giỏi tính toán mưu mẹo. Ý quen, tính toán hơn thiệt. Ha ha. Nên giàu sang tột bực, khiến nhiều kẻ ngu si phải ganh ghét. He he, ta nói thế đấy. Kẻ nào không giàu bằng ta đều tức chết đi. Ha ha, bóc phét. Thế gian này không chỉ mình ông giàu, như ta đây, nức tiếng khắp kinh thành ai cũng biết, giàu từ đời ông cố, ông sơ, ông nội. Để đợi ông cha cho tới đời tôi,
của cái tiêu xài qua bao đời chỉ có nhiều hơn chứ không hề vơi đi tí nào. Còn ông, giàu mới nổi, có chút của chẳng qua vừa hơi ái nữ làm phi. Cái gì, người dám xúc xỉm dòng họ nhà ta à? Ác ác. Để ta cho người một trận, bóp bóp bịch. Trời, đủ rồi nha. Các người xem đây là đâu hả? Giữa triều đình mà dám ẩu đả, thật không ra thể thống gì. Xin hoàng thượng phân xử, dù gì thần cũng là hộ bộ thượng thư, mà tể tướng lại xúc phạm nặng nề. Giữa bá hoàng văn võ, nói thần vừa nghèo vừa ngu kìa hoàng thượng. Hừ, nói vậy thì có gì oan ức sao? Hù hù, oan ức lắm chứ. Nếu đem của cải ra so bì thì chưa chắc tể tướng đã bị kịp thần đâu ạ. À, đừng có khoác lác, tể tướng đương triều ta giàu sang nhất nước, có ai bị kịp chứ? Cái gì? Người dám giàu hơn ta sao? Khi quân nè, bóp. Cho chừa thối léo láo nè. Ác ác. Ngừng tay. Không được ẩu đả giữa triều. Chết chưa, quên mất ta là vua. Hai người làm ta hồ đồ mất rồi. Tâu hoàng thượng, hai vị quan ở trước triều thần tranh nhau khoe giàu có, nhưng từ đầu đến cuối toàn là lời nói suông. Ha ha, chàng tỷ nói rất đúng. Nếu hoàng thượng quan tâm, thần có cách để xem ai giàu hơn ạ. À, cách gì? Hi hi, đề nghị hai vị đem của cải ra giữa triều thi xem ai hơn hả, thì mới biết được ạ. À, ha ha, hay hay lắm. Ha ha, được thôi. Sao ông không dám à? Ai nói ta không dám chứ. Hi hi, với một điều kiện. Điều kiện gì? Nếu ai thua phải hiến toàn bộ gia sản để cứu trợ nạn nhân. Trời, ngươi điên à? Hoàng thượng, xem ra hai vị đây chắc là không ai dám thi đâu ạ. À, hừ, ta không sợ. Hừ, ta cũng không sợ. Ha ha, tốt tốt lắm. Truyền Trạng Tý làm chánh chủ khảo cuộc thi, sáng sớm ngày mai lập tức thi hành. Chúng thần tuân chỉ. Muôn tâu hoàng thượng. Và bá hoàng văn võ cuộc thi soi dầu giữa hai bên. Tào tế tướng, lưu hộ bộ thượng thư, xin được bắt đầu. Trước tiên là thần so kè điền sản. Người đâu, đem toàn bộ giấy tờ văn tự điền thổ ra đây. Bay đầu, đem hết khế ước ruộng vườn của ta ra mau. Ồ, tâu hoàng thượng, hai vị này điền sản nhiều ngang nhau ạ. À, hừm, vậy thì thi tiếp chứ sao. Sang phần thi thứ hai, toàn bộ vật dụng tài sản trong nhà, từ quý giá đến tầm thường đem ra hết. Trời, nhiều nhiều không tưởng, thứ gì cũng có, còn hơn chợ ở kinh thành. Hừ, dám giàu hơn cả ta à. Tâu hoàng thượng, sau khi kiểm kê, thần nhận thấy tài sản của hai quan đây quý giá và nhiều ngang nhau ạ. À, vậy khanh định phân xử thế nào? Dạ thần, khoan đã, ta có một thứ quý giá mà hộ bộ thượng thư kia nhất định không có. Hừ, thứ gì mà ta không có chứ? Người đâu, gỡ bức vách thờ nhà ta mang ra đây. Hả? Sao lại gỡ vách làm gì? Ha ha, bức vách quý giá này trên đời chỉ có một. Nó khắc một bài thờ cổ hoa hiền nhân, nghe nói là cực quý. Đặc biệt trên bức vách được khảm 10 bộ ngà voi cùng với vô số xà cừ ngọc trai đá quý. Ồ, nếu thế thì đúng là quý thật. Với món này coi như tể tướng thắng chắc rồi. Chưa chắc đâu nha. Bay đầu, về gỡ bức vách phòng ngủ của ta vác tới đây. Hả? Lại gỡ vách? Ồ, tâu hoàng thượng, bức vách của thần. Ha ha, cũng có khắc một bài thờ, nghe nói là cực kỳ độc đáo. Thật sao? Chàng tí, khanh xem có đúng thế không? Ồ, tâu hoàng thượng, đây quả là hai bài thờ độc nhất vô nhị của tiền nhân. Thật sao? Bài thờ quý thế nào? Các khanh nói, ta nghe xem. Hi hi, chúng thần tùy sở hữu chúng và nghe nói chúng rất quý, nhưng không biết quý ở chỗ nào đâu ạ. À, trời. Chàng tí, thế khanh có biết không? Tàu biết ạ. À, bài thơ này được thể hiện dưới hình thức trận đồ bát quái, gồm 56 chữ khảm xà cừ, ứng với bài thơ thất ngôn bát cú dựa theo hướng dẫn ghi ở đây. Ta có thể giải mã trận đồ này và tìm ra rất nhiều cách đọc, đọc xuôi hay ngược đều được, thậm chí bỏ bớt một hai chữ đầu hay chữ cuối thì bài thơ vẫn có nghĩa. Ồ, hay quá. Chàng tiếp có thể giải thích rõ hơn không? Được ạ. À, ta xem hai câu thơ bên. Dồn mưa nước cuộn triều giang ngập, lộng gió sông đào,
bến biết xanh. Nếu đọc ngược lại, ý thơ vẫn không đổi. Ngập dần triều cuộn nước mưa dồn, xanh biếc bến đào sông gió lộng. Ngay cả khi bớt hai chữ đầu hay cuối thì vẫn giữ được ý thơ. Sông đào, bến biếc xanh, nước cuộn triều dâng ngập. Hoặc đọc ngược từ chữ thứ năm giữ nguyên hai chữ cuối. Triều cuộn nước mưa dồn dâng ngập, bến đào sông gió lộng biếc xanh. Thậm chí đọc ngược bài thơ từ dưới lên, rồi đảo hai chữ đầu câu đẩy ra cuối, thì bài thơ vẫn bám sát chủ đề. Sông đào bến biếc xanh gió lộng, nước cuộn triều dâng ngập mưa dồn. Còn nhiều cách khác nữa ạ. Trời thật kỳ diệu. Vì hai tấm vách này quý ngang nhau nên xem như hòa. Tiếp theo là thi vàng bạc châu báu. Ai có món gì quý nhất mang ra? Ha ha, trúng tủ rồi. Tỉnh hoàng thượng người lắm. Lá ngọc cành vàng, hòa chói mắt quá. Ha ha, vàng ngọc thì phải chói mắt chớ. Ha ha ha. Ta không thua đâu, nhìn xem. Chậu lan vàng. Trời, vàng khè. Hít, chàng tí người xem, đâu ai kém ai. Phần thi trà báu cả hai bên huề. Bẩm hoàng thượng, còn một loại tài sản cũng đáng giá lắm, vẫn chưa mang ra ạ. Là gì? Thần sẽ trình ra ngay. Gia nhân, xua hết trâu bò gà lợn tới đây. Lính đầu, lùa tắt tần tật ngựa dê chim cò cá cảnh vào. Thôi đủ rồi. Đây là sân rộng chứ không phải sở thú. Các người dám xua súc vật ra trưng bày hả? Nhưng đó là của cải để phân thắng bại mà hoàng thượng. Hừ, các người cậy mình có đủ thứ nên mang ra lòe trẫm hử. Hai người giàu có ngang nhau thì còn thi cái gì nữa? Hê hê, nói cũng phải ha. Hê hê, thượng vàng hạ cám, thần đều có hết. À, có rồi. Tâu hoàng thượng, xét về của cải thì hai vị đây chẳng ai nhường ai. Nhưng thần tiên có một thứ mà chắc chắn hai vị đây không có. Xì, thứ gì trên đời này mà ta không có chứ? Hừ, ông mà có thì ta cũng có. Vậy hai vị sẽ tranh tài tiếp chứ? Dĩ nhiên. Ông sợ rồi à? Để ta nghĩ đã. Tên trạng tế này khôn lành lắm, phải đề phòng mới được. Trong hai vị, nếu ai có món này thì xem như thắng cuộc. Người thua phải giao nộp toàn bộ gia sản như đã giao kèo. Nè, ngươi định đòi mặt trăng mặt trời hay đồ tặng bên Tây, bên Tàu hả? Ngài yên tâm, món này chỉ có ở Đại Việt ta thôi. Ha ha, ông sợ thua hay sao mà cứ lằng nhằng mãi thế? Hừ, ông thì biết gì? Tên trạng tí này xảo trá lắm, phải đề phòng biết chưa? Còn nếu cả hai ngài đều không có thì phải hiến toàn bộ gia sản để cứu nạn dân chứ gì? Biết rồi nói hoài, kèm theo một hình phạt cho nhỏ. Hả? Là gì nói mau? Thùng thùng thùng. Đã đến lúc thi hành hình phạt. Yêu cầu tể tướng và hộ bộ thượng thư nhanh chóng chấp hành. Ha ha, đáng đời. Hô hô, tham thì thầm nhé, cho chừa thói khoe khoang khác lác. Hù hù, đã mất sạch để còn bị phạt. Óa óa, từ đây biết lấy gì mà sống hả trời. Cũng tại ông đó, đòi thi thố làm gì? Hừ, giờ ông đổ váy cho tôi hả? Hù hù, tôi làm sao mà biết được, lại đòi đem ra đúng cái thứ mà tôi đã bán sạch. Hòa, còn tôi, quần nát dân thử cũng không có một hạt. Ta cầm thù mì, cái món gạo hầm chết tiệt.